kết thúc buổi tập cùng các cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng nhé. Này đội bóng chia ra thành 4 đội để thi đấu vòng tròn một lần. Đây, hâm mộ đang xin là chữ ký của Martin Lloyd. Quả đầu nhận chứ, còn cái đầu là hết đá luôn đấy. Mà mãi mắt mà đá đi mũi, mũi chân bóng mà mắt hả? Mắt đâu? Mắt đâu?